Xin chào thầy cô và tất cả các bạn, mình là Đỗ Thị Nhị Yến, sinh viên khóa 1 lớp Lucky của trường khóa 3 lớp Lucky của trường học EDX. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại những gì mà mình đã học được trong buổi kế toán doanh nghiệp buổi trước. Đó là chính là thuyết trình về vốn chủ sở hữu. Đầu tiên thì đó chính là vốn điều lệ. Thì vốn điều lệ thì là những cái vốn mà mới đầu khi mà chúng ta mới mở doanh nghiệp thì các mọi người sẽ đóng có một số vốn nào đó và được ghi vào điều lệ của công ty và được cam kết và ghi vào điều lệ của công ty. Tiếp theo thì đó chính là vốn đầu tư của chủ sở hữu. Vốn đầu tư của chủ sở hữu thì đó chính là phần tài sản của doanh nghiệp còn lại thuộc về cổ đông và thành viên vốn góp. Và vốn chủ sở hữu được phản ánh theo các nguồn hình thành như kiểu là vốn góp ban đầu, thì đó chính vốn góp ban đầu đó chính là cái số vốn mà ban đầu mà các chủ sở hữu góp vào, ví dụ như mỗi người đóng, có người đóng 1 tỷ, có người đóng 1,5 tỷ, có người đóng 2 tỷ, thì đó chính là vốn đầu tư của chủ sở hữu, hoặc là các vốn góp bổ sung của các chủ sở hữu. Ví dụ như kiểu chúng ta muốn góp vốn thêm vào để đầu tư thêm một số khoản vốn nào đó. Tiếp theo là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là cái số vốn góp ban đầu do các chủ sở hữu đóng góp. Nó có thể là tiền mặt hoặc là các loại tài sản được thực hiện trong các quá trình kinh doanh. Vốn chủ sở hữu thì bằng tài sản trừ đi nợ phải trả. Khi tài sản nó chính là nó có thể là tiền hoặc là các tài sản ở đây thì nó cũng có thể được đánh giá qua các vật chất, ví dụ như cái mảnh đất này bao nhiêu tiền hoặc là chưa được quy ra số tiền mà chúng ta phải được thẩm định giá của bên thứ ba. Còn nếu mà nhỏ hơn tầm dưới 10 triệu thì mình có thể tự định giá, thế nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên thuê người về để định giá sản phẩm này để không phải có bất cứ cái thắc mắc gì về cái tài sản đó có trị giá là bao nhiêu, xong trừ đi các nợ phải trả. Ví dụ như nợ phải trả ở đây chúng ta có thể là mua hàng hóa thiếu chưa trả tiền hoặc là các khoản vay, thì đó cũng chính là một trong số các khoản phải trả. Nguồn vốn là những tiếp theo là chính là nguồn vốn. Nguồn vốn thì là những tài chính thông qua đơn vị khai thác hoặc huy động tiền nhất định để đầu tư và tài sản cho đơn vị. Nguồn tài sản của đơn vị có thể đơn vị phải có những trách nhiệm kinh tế pháp lý đối với tài sản đó. Nó chia ra hai loại, đó chính là vốn chủ sở hữu hoặc là nợ phải trả. Thì nguồn vốn thì bằng vốn chủ sở hữu trừ đi nợ phải trả. Thì vốn chủ sở hữu ở đây thì mình cũng đã nói rồi, đó là những cái vốn góp ban đầu của các nhà đầu tư. Tiếp theo thì đó chính là chúng ta có thể phân biệt một chút để vốn điều lệ. Vốn điều lệ thì chúng ta được ghi trong cái điều lệ mà ban đầu chúng ta ký, và nó sẽ được và các chủ sở hữu phải đóng góp vào tối đa là 90 ngày ngay từ cái hôm ký điều lệ đó. Thế nhưng mà cái vốn điều lệ này là được ghi ở trong giấy thôi, còn có thể là đóng đủ hoặc là đóng hơn. Nếu mà đóng đủ thì càng tốt, còn không thì nếu mà đóng hơn thì càng tốt. Còn vốn chủ sở hữu thì đó chính là cái số vốn thực tế mà các chủ sở hữu đã các chủ đầu tư đã góp. Đấy là cái số tiền thực tế. Thì chúng ta có thể phân biệt giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Tiếp theo đầu tiên đó chính là lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp thì chúng ta có thể hiểu đó chính là các khoản lợi nhuận mà thu được sau khi mà trừ đi các chi phí và vốn hàng hóa, hay gọi là doanh thu thuần. Sau khi mà chúng ta trừ đi các khoản chi phí giá vốn hàng bán, khi trừ đi chi phí giá vốn hàng bán thì chúng ta sẽ được gọi là doanh thu thuần. Tiếp theo đó chính là lợi nhuận thuần là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và là một khoản thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Tiếp theo là lợi nhuận chưa phân phối thì đó có thể là các khoản lợi nhuận sau thuế khi chưa được sử dụng vào một mục đích đầu tư hay hoạt động nào khác. Là trong khi mà chúng ta các khoản lợi nhuận, ví dụ như chúng ta bán được một số hàng hóa nào đó trị giá 1 tỷ chẳng hạn, và đấy chính là cái lợi nhuận mà chưa phân phối, bởi vì chúng ta chưa, ví dụ như chưa trả cổ tức này, chưa chia cổ tức cho các cổ đông và chưa đầu tư vào, và chúng ta cái lợi nhuận đó chúng ta chưa sử dụng mục đích đầu tư nào đó, thì bên nợ thì tiếp theo là lợi nhuận trước và sau thuế. Lợi nhuận trước thuế là các khoản lợi nhuận mà doanh thu mà các doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi phần tiền bỏ ra để kinh doanh, là chúng ta sẽ lấy lợi nhuận trước thuế bằng tổng doanh thu. Ví dụ như tổng doanh thu của chúng ta là được 1 tỷ chẳng hạn, trừ đi chi phí cố định cộng với chi phí phát sinh, ví dụ như chi phí cố định là tiền mua hàng của chúng ta là 400 triệu chẳng hạn, 400 triệu chẳng hạn, thì sau đó để sản xuất ra hàng hóa đó thì chúng ta phải tốn thêm một số chi phí, ví dụ như máy móc này, các vật dụng, sau đó chúng ta cộng vào lấy 1 tỷ trừ đi hoàn, ví dụ như tổng phát sinh chi phí là khoảng 100 triệu, thì chúng ta phải trừ đi 500 triệu, thì chúng ta sẽ còn 500 triệu, đó chính là lợi nhuận trước thuế, là cái khoản lợi nhuận mà chúng ta chưa đóng thuế. Lợi nhuận sau thuế đó chính là khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, là sau khi mà chúng ta đã lấy doanh thu trừ đi các tổng chi phí và thuế phải nộp, ví dụ như ở thuế phải nộp cho nhà nước, thuế VAT chẳng hạn, thì sau khi mà chúng ta trừ hết đi thì chúng ta sẽ còn khoản lợi nhuận sau thuế, đó chính là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiếp theo thì đó chính là các khoản lợi nhuận khác, ví dụ như khoản lợi nhuận khác từ hoạt động khác biệt với hoạt động kinh doanh thông thường. Ví dụ như bình thường chúng ta thuê bán các hàng hóa vật dụng thiếu ô, thì sau đó thì chúng ta còn một số mảnh đất thì chúng ta sẽ cho thuê, ví dụ như chúng ta có một số nhà thì chúng ta cho thuê nhà, thì đó chính là hay là bán nhà chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có đấy chưa, là các khoản lợi nhuận khác. Ví dụ như hoặc là chúng ta có thể là thanh lý tài sản cố định, hoặc là các khoản tiền phạt, tiền bồi thường, các khoản phải thu khác của doanh nghiệp. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu qua cho các bạn những gì hôm trước mà mình vừa mới học. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sắp tới.